Mến chào các bạn. Hôm nay chúng ta tìm hiểu về hai từ nhân ái và nhân đạo. Trước hết, nhân ái. Nhân ái là tính từ nghĩa là có lòng yêu thương con người, sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Thí dụ tấm lòng nhân ái. Thứ hai, nhân đạo nhân đạo là danh từ nghĩa là đạo đức thể hiện ở lòng yêu thương tôn trọng và bảo vệ con người thí dụ một hành vi trái với nhân đạo nhân đạo còn là tính từ nghĩa là có tính chất yêu thương quý trọng vì con người thí dụ hiến máu nhân đạo chính sách nhân đạo với tù binh như vậy nhân ái và nhân đạo là hai từ khác nghĩa nhau tùy theo ngữ cảnh mà chúng ta dùng nhân ái hay nhân đạo các bạn thân mến tuần sau chúng ta sẽ tìm hiểu về từ đường xá hay đường xá mến chào tạm biệt các bạn